đậu xanh, bà con ta ai cũng biết đậu xanh hết rồi, khoảng bà con đậu xanh rất là tốt. Mà ngoài cái đậu xanh, có người ta gọi là lục đậu, nó có một tên nữa. Nhưng mà có người và có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn, đừng sử dụng bột đậu xanh hay là đậu xanh lục đậu này. Đó là những người không nên ăn, là người tay chân bị lạnh, tiêu chảy, tiêu hóa kém, đang uống thuốc đông y, người già, trẻ em, dị ứng, là vui lòng đừng ăn nha bà con, đừng uống sử dụng bột đậu xanh. Đó là người chân tay bị lạnh, tiêu chảy, tiêu hóa kém, đang uống thuốc đông y, người lớn tuổi, trẻ em, dị ứng, là vui lòng đừng sử dụng lục đậu hay là đậu xanh này. Còn ngoài ra là nó tốt, tốt vô cùng cho việc thanh nhiệt, giảm nóng của mùa hè, giảm sưng phù, ổn định tốt cho việc sưng phù, say nắng, sốt, mất nước, hạ mỡ máu, hạ huyết áp, chữa mù nhọt, ung nhọt, tim mạch, đột quỵ, tai biến. Đó, tốt bà con ha. Mà nó tốt cho việc cách nhật, dưới 6 tuổi không ăn, tiêu hóa kém, không tốt, chân tay lạnh, đi ngoài phân lỏng, làm được ổn định. Cho nên bà con cố gắng nhớ nhớ nha bà con, để bà con sử dụng được tốt. Vui lòng chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.